nó lỗ rồi đó hai. Gì đó? Thăm máy nhà xưa hả? Đây mới cái gạo gì? Ồ, mấy cái này tụi nó mấy tụi ăn cộm không thấy, không thấy để lấy gạo vậy. Này ăn cộm chưa thấy. Ở năm 60 năm cho mình đã có bữa ha. Ở đây bao nhiêu năm? Hả? 60 năm hả? Ờ. Chữ gì? Khoảng 10 ra ở đó bây giờ. Năm mấy? Hả? Ở từ năm mấy? Không quên nữa. Ờ, khoảng 60 năm rồi. Giải phóng người ta đã ở liền này. Ừ. Bao nhiêu tuổi mới về trển? Hả? Bao nhiêu tuổi mới đi về trển? Mới về... lúc bà mắc mới về hả? Ờ, bà bây giờ chết ra mới về. Ừ. Tụi bà về. Này đồ cổ á. Này là ai với ai trên đây? Hả? Ai với ai? Ông ngoại với người Phước. À. Con hình trạo không biết đâu không em. Ông cũng có hình đấy hả? Coi coi. Chưa hình nữa, trâu cái này. Ừ. Cái này còn hát được. Cái này hư. Còn cái hư nữa đâu không em. Ừ. Tính ra... đầu ngoái nè. Tính ra ông còn sống cái đường làm tới trước cửa nhà luôn cũng dữ dằn ha. Cái này không ngờ tới không? Ờ. Mà nó còn biểu cài hả chứ chết. À, mà... chiều mà đi làm về cái ra bờ bờ đê gì ngồi cho ý tưởng ha. Ừ. Bữa nay không có sao, không có đi gió nữa. Quá gió sợ luôn. Ông đó ông ở đây 60 năm. Ông về trận mất 6 năm mà, lúc đó gạo vậy hơn. Ông nói ở giải phóng giờ.